Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán thính giả và quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2021. Và ngày hôm nay là cái chương trình của ông Nguyễn Gia Kiển từ Paris và ông Đinh Xuân Quân từ ở miền Nam Cali. Chúng tôi xin hân hạnh kính chào hai ông. Xin kính chào anh Hoàng Bách, xin kính chào anh Đinh Xuân Quân. Xin kính chào quý vị khán thính giả của Hoàng Bách Channel đã có nhã ý theo dõi cuộc trò chuyện của anh em chúng tôi. Vâng, xin kính chào quý khán thính giả của đài Quý Đài. Và xin chào anh Kiển từ Paris và anh Hoàng Bách từ Houston. Dạ vâng, thưa quý khán giả, ngày hôm nay đó, nếu mà nói về ông tổng thống, cựu tổng thống Donald Trump thì nó quá nhiều, cho nên chúng ta muốn nhìn về phía trước và từ từ chúng ta sẽ khép lại về cái quá khứ để nhìn về tương lai. Và nhìn về tương lai thì thưa quý khán giả, cho đến ngày hôm nay thì những cái tin vui là cái số người mà bị qua đời vì Covid đó, bắt đầu giảm, và cũng số sự lây lan đã giảm. Và cách đây 2 ngày thì chúng ta thấy là tổng thống Joe Biden đã làm một buổi tưởng niệm và ông kêu gọi 500.000 người đã qua đời tại nước Mỹ. Và đây là cái số người qua đời rất là lớn, có thể nói là tổng số ở chiến tranh đệ nhất và đệ nhị thế chiến cũng như chiến tranh Việt Nam nó bằng với cái số người Mỹ đã qua đời vì dịch bệnh Covid qua một năm vừa qua. Và ông có ra lệnh cho tất cả các công sở khắp các cả nước treo cờ rủ trong 5 ngày để tưởng niệm những người này. Và bây giờ thì nêu lên cái câu hỏi là nhiều người cho rằng là nếu mà trong 4 năm vừa qua hay là trong 1 năm vừa qua đó mà ông cựu tổng thống Donald Trump đó mà ông tôn trọng những giới y tế, những giới bác sĩ, những giới y khoa, những khoa học thì có lẽ con số mà 500.000 người qua đời đó nó đã thấp hơn nhiều. Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn xin cái sự bình luận lý giải tại sao nước Mỹ là một siêu cường đầy đủ phương tiện về y tế, về kinh tế, về quân sự, là một các nhà khoa học đều có ở đây. Tại sao số người chết là quá lớn so với thế giới? Thì xin mời ông Nguyễn Gia Kiểm. Nước Mỹ là một nước như ông Hoàng Bách đã nói, là một nước tiên tiến trên rất nhiều mặt. Nhưng mà có một mặt là nước Mỹ còn tiên tiến hơn cơ, vượt trội hẳn đối với thế giới là ngành về dược phẩm, y khoa và dược phẩm. Vậy mà một nước giàu có như vậy, vượt trội với thế giới về y học, và trong cái mùa dịch vừa rồi thì phải nói là chịu đựng một cái tai họa quá lớn. Nước Mỹ, dân số Mỹ là 5% dân số của thế giới, nhưng cái số thiệt hại, số người bị thiệt mạng là 1/5, 20%. Cái số người bị 500.000 người trên tổng số 2.5 triệu. Như vậy đó là một là nước Mỹ đó là có chịu cái sự thiệt hại theo tỷ lệ dân số cao gấp 4 lần cái mức trung bình thế giới, và trong khi có tất cả mọi phương tiện. Thì đây là một dịp để chúng ta nói là chúng ta phải nhắc lại. Tôi không cũng như anh Hoàng Bách, tôi không muốn nhắc lại cái nhân vật Donald Trump, bởi vì cái nhân vật đó mình đã gây quá nhiều bực bội cho dư luận thế giới rồi, và có lẽ là chúng ta đã nói nhiều quá. Nhưng mà đây cũng phải nói đó là một tội rất nặng. Nếu mà có một cái chính sách ứng phó với cái dịch COVID-19 đó, một cách đứng đắn hơn, một cách bình thường thôi, thì có lẽ đó, 200.000 người, 300.000 người, tôi không biết, nhưng mà cả hàng trăm nghìn người đã không bị chết. Đây là một cái sai lầm mà tiếng Việt mình có một cái tiếng để gọi, nên là sai lầm chết người. Thì đây đúng là cái trường hợp, đây là một sai lầm chết nhiều người. Thế mà tôi nghĩ rằng chính phủ Mỹ đó đã có một cái ý kiến rất là đúng, đã làm một việc phải làm, đó là long trọng kỷ niệm, làm lễ tưởng niệm những người đã chết, và trong nhiều trường hợp đã chết oan. Nhưng mà tôi nghĩ đáng lẽ ra
cần phải làm long trọng hơn nữa. Vì đây là một cái thảm kịch mà chúng ta không thể chúng ta không có thể mô tả được một cách chính xác. Trước hết là cái số người bị nhiễm bệnh, sau đó là số người chết. Thế nhưng mà nó còn có một cái sự kiện nữa, là cái sự kiện vô tâm của một cái chính quyền. Trong khi đối phó, trong khi có tất cả mọi tin tức, có tất cả mọi dữ liệu, nhưng mà cái người cầm đầu chính quyền không chịu đọc, không chịu nghe. Và tôi nghĩ rằng trong tới gần đây, là sau khi đã mãn nhiệm kỳ, ông Thâm vẫn còn nói là ông ấy đối xử, ông ấy đã đối phó với cái dịch COVID hay hơn, hay nhất thế giới, hay hơn tất cả mọi người. Mặc dù ai cũng thấy là cái sự thực nó không phải như vậy. Vậy thì nó có đặt ra một cái, đây cũng là một dịp để chúng ta nhìn lại cái khái niệm quyền. Sở dĩ đó, mà cái chính phủ Donald Trump, cái Trump administration đã có thể gây thiệt hại lớn như vậy là vì đó, cái khái niệm quyền, vì Tổng thống có quá nhiều quyền, hành pháp có quá nhiều quyền trong cái hiến pháp của Mỹ, trong cái chế độ Tổng thống Mỹ. Vì thế đây đó là một dịp mà chúng ta nhìn lại, có lẽ là vì những người đã khuất, với tất cả cái sự cái lòng thành kính, cái sự cái nỗi đau mà chúng ta chia sẻ với các gia đình, các nạn nhân và các gia đình họ, có lẽ đây cũng là một dịp để vì họ, vì tôn trọng họ, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại cái khái niệm quyền. Đối với người Việt Nam đó, cho tới giờ này đó, thì dân chủ có nghĩa là tam quyền phân lập, lập pháp, hành pháp, tư pháp. Thế nhưng cái quan niệm đó đúng, nhưng mà nó không còn đúng, nó không còn hợp thời nữa. Bởi vì thế giới đã tiến bộ. Và ngày hôm nay đó, thực sự chúng ta phải biết có hai cái quyền mới. Có hai quyền mới mà theo ý tôi nó càng ngày càng quan trọng. Vào giờ này nó đã quan trọng hơn ba cái quyền mà chúng ta coi là căn bản. Nhưng mà sẽ càng ngày nó sẽ càng, thế giới càng văn minh, càng tiến bộ, thì ba cái quyền mới này sẽ còn quan trọng hơn. Thứ nhất, cái quyền thứ tư chúng ta đều biết, đó là quyền tự do báo chí, thông tin của báo chí. Một trong những lý do đó khiến cho cái đại dịch COVID-19 nó đã tàn phá nước Mỹ và nhiều nước là bởi vì người dân không có cái thông tin, hay là cái quyền thông tin đã bị xúc phạm. Chúng ta nên nhớ là ngay khi lên cầm quyền, cái việc đầu tiên của Donald Trump làm, cũng như tất cả các lãnh tụ dân túy khác khi lên cầm quyền đều làm, là tấn công vào báo chí, là miết thị báo chí, là tách rời người dân, là tạo một cái sự dị ứng của người dân đối với báo chí, là tách rời người dân khỏi báo chí. Và do đó có một hậu quả nghiêm trọng là người dân không có được thông tin, họ không có nghe những cái gọi là truyền thông dòng chính. Vì cái chữ chúng ta phải hiểu, cái chữ truyền thông dòng chính nó không có nghĩa là chính thức đâu, mà dòng chính có nghĩa là chính đáng, có nghĩa là những cái tờ báo, những báo đài do cái sự đứng đắn của họ, do cái trình độ cao của họ, do lương tâm nghề nghiệp của họ, họ có uy tín, và vì thế họ được gọi là truyền thông dòng chính. Nhưng mà cái truyền thông dòng chính trong cái 4 năm, trong cái 4 năm của Donald Trump, nó đã bị ông chính cái người đứng đầu, cái người nguyên thủ quốc gia miệt thị. Donald Trump đã tìm mọi cách để tách dân chúng Mỹ, ít nhất là tách những người tin ông ta ra khỏi ra khỏi báo chí, bởi vì do họ không được thông tin. Tất cả tôi thấy là có những cái điều mà đáng lẽ ra cả thế giới biết, nhưng mà rất nhiều người Mỹ, một nửa dân số Mỹ không biết, là bởi vì họ không có thông tin. Đây là một lần nữa chúng ta thấy rằng cái quyền thông tin nó là rất quan trọng. Cái quyền, tôi nói đến quyền thứ tư, bây giờ phải nói đến quyền thứ năm mà càng ngày nó càng quan trọng hơn. Mà đáng lẽ ra đó, các nền dân chủ đã phải quan tâm ngay từ đầu. Bởi vì cách đây 2.400 năm, hơn 2.400, hơn 25 thế kỷ, Socrates, người sáng lập ra cái môn triết học và chính trị học tại Hy Lạp, đã nói một điều là nói gì thì nói, phải để sự hiểu biết lên trên hết, phải để cái đúng lên trên hết, nghĩa là lẽ phải. Vậy thì Socrates đã nói tới một cái quyền thứ năm mà càng ngày nó càng quan trọng, đó là quyền của sự hiểu biết, hay nói khác cụ thể mà nói, quyền của các chuyên gia,
quyền của những nhà thông thái, quyền của những người hiểu biết. Và trong đó, đây cũng là một dịp để chúng ta nhắc lại rằng nếu mà Donald Trump biết tôn trọng tiếng nói của những người, của những chuyên gia cao cấp, thí dụ như là Dr. Fauci, thì cái dịch COVID đã được ngăn chặn, hay là đã cái thiệt hại của COVID đã giảm đi nhiều. Tôi nhớ cái lời của ông Fauci, ông ấy nói rằng ngay từ đầu năm 2020, ông ấy nói rằng nếu chúng ta ứng phó một cách có hiệu lực với tất cả quyết tâm, thì số người thiệt mạng sẽ từ 120.000 tới 200.000. Nhưng mà cái lời nói của những chuyên gia không có giá trị, không lọt tai được Donald Trump. Và do đó, chính quyền Donald Trump đã ứng phó một cách, phải nói thật là một cách rất tồi tệ với COVID-19, đưa đến cái con số nó gấp 2 lần. Cái dự đoán có thể sai, có thể đúng phần nào, cũng có thể sai lệch phần nào của Dr. Fauci. Vậy thì trong cái niềm thương, những cái sự kính trọng, và trong cái tinh thần tưởng nhớ những người đã chết, đã nạn nhân của dịch COVID-19, cũng như những nạn nhân đáng lẽ không thiệt mạng, những nạn nhân của chính quyền Donald Trump, chúng ta nên nhắc lại, chúng ta nên bày tỏ, chúng ta nên nhắc lại một lần nữa cái sự cần thiết, cái nhìn mới về nền dân chủ của thế giới. Dân chủ của thế giới không còn là ba quyền phân, không còn chỉ là ba quyền phân lập nữa, mà là ngũ quyền phân lập, năm quyền, trong đó phải tôn trọng cái quyền thông tin, báo chí, tự do ngôn luận, nhưng mà sau đó quan trọng hơn phải tôn trọng cái quyền của sự hiểu biết, quyền của các chuyên gia. Dạ, cảm ơn ông Nguyễn Gia Kiển. Bây giờ thì qua với cái nhìn của ông Đinh Xuân Quân, chúng ta biết là có trang qua cái trận dịch vừa rồi đó, chính trị quá quá nhiều, và không có người lãnh đạo đúng ra là kêu gọi đeo khẩu trang thì lại không có bao giờ đưa ra một cái thông cáo hay chính thức để mà đề nghị như vậy. Bởi vì rồi cuối cùng á, là những người nào mà đeo khẩu trang á, là đảm đối dân chủ, mà người không đeo khẩu trang là đảng Cộng Hòa. Cho nên hai bên nó từ cái vấn đề dịch bệnh là cái bệnh gọi là thông thường để chữa của toàn dân, thì trở thành nó đối nghịch với nhau là giữa hai cái đảng về chính trị, để mà ai đi theo Tổng thống Trump đó thì không khe gì cái đeo khẩu trang, và không tin vào là cái chẩn bệnh COVID nữa, mà chỉ tin vào những cái lời đó là cái chuyện là của dân chủ thủ phòng lên, không có người chết, đó là bệnh giả, vân vân và vân vân. Thì dưới cái nhìn của ông Tiễn, ông Quân nghĩ như thế nào về vấn đề này? Vâng, như thế nào? Thưa quý vị đó, khi mà sau ngày 20 đó, xin lỗi, trước ngày 20, trước khi mà nhận chức đó, thì là Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Harris đã đề ra trước, nghĩa là gọi là tưởng niệm rồi, lúc đó chưa được 500.000 người đã thiệt mạng, nhưng mà đã bắt đầu tưởng niệm, thì chúng ta thấy là vấn đề đã bắt đầu thay đổi là về cái cách nhìn của những người lãnh đạo tại Hoa Kỳ. Và bây giờ quý vị, tôi có khác anh Kiểm một chút, ở bên Mỹ là rất là nhiều thông tin, mà chỉ có nhiều người không hiểu tiếng Mỹ, nhất là cộng đồng Việt Nam chúng ta, chứ không có cái gì mà thiếu hết. Thì người ta đã nói là nếu mà nội đeo khẩu trang và đứng xa cách đủ đó thì sẽ cứu được 1/3 số người, 500.000 người đã thiệt mạng. Thì rõ ràng chỗ này đó, anh Kiểng nói về cái là quyền thứ năm đó, tôi nói là sự thật, muốn gì muốn phải có sự thật, không có thể nào bóp méo sự thật được. Ví dụ quý vị không mang khẩu trang đó mà nó lây lan ra đó, mà quý vị nằm nhà thương đó, chính nhiều người Cộng Hòa đã phải nằm nhà thương và đã lên tiếng nói của họ, họ nói là phải nghe sự thật, phải nghe, phải đeo khẩu trang, phải nội cái chuyện đó không cũng sẽ cứu được 1/3 số người đã phải nằm xuống. Đó là cái chuyện đó. Mà lúc đầu quý vị biết cái dịch COVID này, các
gọi là những bác học hay là khoa học cũng không biết hết được những cái khó khăn của nó, và những không có biết hết được mà hiện giờ cũng chưa có biết hết hẳn. Tại vì tôi thì là bà em tôi là lo cái vụ đó rất là nhiều, thành ra tôi theo dõi rất là sát về cái chuyện này. Thành ra quý vị thấy là cái sự tôn trọng sự thật nó là quan trọng nhất. Tôn trọng, nói thật, đừng có nghĩa là khi mà chính trị hóa đó, quý vị thấy rõ ràng là bây giờ đó không thể nói được sau một năm đó, thì các tiểu bang nó khó khăn ở Hoa Kỳ là không phải là chính phủ trung ương gọi là chính phủ liên bang ra lệnh mà ở dưới họ nghe hết đâu. Vì ở đây là một Hoa Kỳ là một nước liên bang, do đó những cái trực tiếp ra lệnh về vấn đề mà gọi là y tế đó là do các tiểu bang. Mà ở đây đó, tiểu bang thì nhiều ông thống đốc nó là Cộng Hòa thì họ không nhất định không theo, mà hiện giờ nó một số tiểu bang còn không theo. Nhưng mà mình chỉ nhìn một cái là số người chết ở đó là bao nhiêu thì rõ ràng là đúng hay không. Mà tại sao mà nhiều khi tôi vẫn không hiểu tại sao người ta không có để ý cái chuyện đó. Ví dụ như tiểu bang mà gọi là mấy cái tiểu bang miền Nam nước Mỹ đó, cái số người chết nó cao nhất, số người mà thiệt mạng nó cao nhất là vì sao? Không có khẩu trang, không có cách. Thì bây giờ đó, bắt đầu Tổng thống Biden đó chỉ có ra lệnh được khi quý vị sử dụng các phương tiện công cộng phải mang khẩu trang, hay là vào các cái chỗ mà của liên bang thì phải mang khẩu trang. Thành ra nước Mỹ nó có khó là ở chỗ đó. Tôi chỉ muốn nhắc lại để anh Kiểm thấy, chứ không phải là người ta không có muốn, nghĩa là không muốn làm đâu. Có một số người muốn làm nhưng mà nó gặp khó khăn. Thì bây giờ đó, quý vị thấy đó, 500.000 người chết, 5 ngày để cờ rủ, thì nó cho thấy cái gì? Tất cả chính phủ, đầu tiên quý vị thấy, nếu mà quý vị theo dõi cái điều trần của ông, nghĩa là sẽ là bộ trưởng bộ tư pháp của Hoa Kỳ, một trong cái chính đó là phải ba quyền phân lập, phải không? Thì bộ tư pháp ông ta nói không có chính trị hóa vấn đề mà tư pháp. Cái thứ hai sẽ điều tra cái vụ 6 tháng 1, và do đó sẽ có một cái commission, một cái ủy ban đặc biệt lo về chuyện đó. Thì nó sẽ kéo ra những cái chuyện mà tại sao quý vị thấy là người ta không áp dụng cái này và cái kia. Mà quý vị biết là bây giờ nó mới lòi ra là khi Tổng thống Trump mà dính COVID-19 thì ông ta còn trầm trọng rất là nhiều. Họ không có đưa tất cả các cái yếu tố ra ông ta bị cái gì, bị cái gì, bị cái gì. Nhưng mà chỉ nói chung chung thôi là ông ta khỏi bệnh và đã dùng cái thuốc gì đó. Nhưng mà ông ta còn trầm trọng nhiều hơn là dân chúng biết. Vì không được, vì anh Kiểng nói rất là đúng, khi mà những cái người mà lãnh đạo mà gọi là dân túy hay là muốn thành độc tài, mình phải dùng cái chữ như vậy, muốn độc tài, thì sẽ lúc nào cũng công kích, là gọi là truyền thông thổ tả, truyền thông là chống lại dân chúng, đi ngược lại. Thì vì vậy đó, quý vị thấy là cái số người mà 500.000, nửa triệu, quý vị có tưởng tượng là nửa triệu nghĩa là lớn hơn cả nghĩa là thế đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến và thế chiến Việt Nam, tất cả những người mà phải nằm xuống đó nó còn đông hơn nữa. Do đó quý vị thấy là một cái sai lầm, như là tôi thích cái mà anh Kiểng nói dí dỏm là là chết người đó, đó là đúng là chết người đấy. Thì ở đây đó quý vị thấy là một cái chính sách nghiêm chỉnh nó vẫn khác hơn là một chính sách mà dựa trên nghĩa là gọi là chính trị hóa tất cả.
và coi thường sự thật. Tôi nhắc lại cái chữ coi thường sự thật. Vì vậy đó, sự thật nó vẫn là quan trọng, chứ không có phải là muốn tránh sự thật mà được đâu. Thì bây giờ thì chúng ta thấy cái hậu quả thôi. Cái hậu quả nó là rõ ràng là trên nửa triệu người, như là anh Kiểng nói là nước Mỹ là 1/5 người mà thiệt mạng là ở nước Mỹ chứ không phải ở nước nào. Một nước tân tiến số 1 thế giới mà cái số người mà phải nằm xuống là quá nhiều. Đó là một sự là lầm chết người, đúng đúng là sự thật mất lòng. Nhưng mà đó, bây giờ chúng ta thấy những cái hậu quả. Và bây giờ thì mình thấy là có một cái, qua cái việc mà tưởng niệm nửa triệu người nằm xuống, thì nó cho thấy chính quyền Biden đã muốn chấm dứt một cái chính sách, tôi xin lỗi phải gọi cái chữ này là mị dân, một cái chính sách mị dân mà nước Mỹ đã phải, nghĩa là lãnh cái hậu quả. Và cái hậu quả đó thì bây giờ thì là ai cũng biết rồi. Đây đó, tôi chỉ muốn nhắc lại đó, sự thật là quan trọng nhất, phải nói sự thật. Thành ra do đó, bây giờ quý vị thấy là người ta đặt lại rất là nhiều vấn đề, từ ngoại giao tới là chính sách là trong nội địa tại nước Mỹ về những cái chính sách. Ví dụ, tôi chỉ cho vài cái ví dụ. Tôi buồn cho cái là anh Hoàng Bách là ở cái tiểu bang Texas, là một tiểu bang đỏ. Đỏ nghĩa là theo Cộng hòa kinh khủng. Hồi đó tới giờ là Texas là chê California chúng tôi là quá cái là đi về phía cái là do đó cái hậu quả quý vị thấy là mất bao nhiêu ngày. Mất bao nhiêu ngày, mất điện, mất nước, mất đủ thứ hết. Trừ có vài cái county, cái địa hạt đó, nó gần sát cái tiểu bang khác thì họ có điện từ tiểu bang khác vào. Còn Texas là muốn tự mình, nghĩa là độc lập về vấn đề, nghĩa là energy, về vấn đề nghĩa là điện lực. Do đó nó lánh cái hậu quả. Quý vị cũng hiểu, chúng ta sống trong một cái thế giới mà nó liên đới với nhau, không có phải là mình sống một mình mà yên đâu. Thành ra khi mình gặp nạn á, phải có người khác. Thì ở đây đó, tôi muốn nhắc lại cái quan trọng nhất là trong cái vấn đề mà 500.000 người chết đó, là khi Tổng thống Biden tưởng niệm cái này, đây nó là một cái, nó cho người ta thấy đây là một cái dứt khoát nhìn vào tương lai, chứ không có cái vấn đề mà gọi là nhìn lại cái cũ, cái chuyện cũ, cái chuyện lầm đã qua rồi và ai cũng biết là nó ở đâu ra. Thì đó nó là một cái bài học rất là lớn, nhưng mà bài học, tôi xin lỗi, quá đắt. Dạ vâng, cảm ơn ông Nguyễn Gia Kiển và ông Đinh Xuân Quân đã nêu lên cái vấn đề. Người ta cho rằng là cái vai trò của người lãnh đạo rất là quan trọng. Bình thường chúng ta thấy là ai cũng lãnh đạo hết, nhưng mà cũng như là một tướng tài, nói là mình có tài, nhưng mà ra chiến trường mới biết là tướng đó có tài hay không tài. Thì xuyên qua một năm vừa qua đấy, thì chúng ta thấy rõ ràng, nếu chúng ta so sánh với một nước nghèo hay là một nước đang phát triển như là Đài Loan, chỉ có 23-24 triệu dân thôi, mà họ chỉ có chết đâu có 9 người thôi. Trong khi đó như Việt Nam đi, gần 100 triệu dân mà cái số người chết ấy, của là gần 40 người. Để cho thấy là họ có những cái phương pháp chống đấu, mà phương pháp đề phòng tối đa, tức là trên nói dưới nghe. Còn đối với nước Mỹ đó, là trong cái trận dịch vừa qua đó, họ đã lợi dụng khai thác về cái vấn đề chính trị quá nhiều và không tin vào giới khoa học. Đến nỗi là ông Fauci đó, ông nói là khi mà ông làm dưới thời của Tổng thống Joe Biden, ông nói ông rất là thoải mái. Còn làm với Tổng thống Trump đó, là ông đi ra họp báo hai người thì ông phải nói cho vừa ý của cái người kia. Thì đây là cái điều rất là khó. Để quý vị thấy, trở lại cái câu nói của ông Nguyễn Gia Kiển đó, là cái quyền thứ năm, là cái quyền của những cái thành phần tinh hoa trong đất nước. Thì chúng tôi còn nhớ câu là chân lý không phải đến từ đám đông, chân lý cũng không đến từ những người có quyền lực, mà chân lý đến từ những người có trí thức, có trí tuệ,
có cái nhìn. À, đó là một cái điều mà chúng ta thấy cái vai trò đó cũng rất là đáng quan trọng. Bây giờ thì thời gian chúng ta cũng nhiều, không nhiều. Chúng ta chỉ nói qua về cái hệ quả của Covid. Nếu một người lãnh đạo giỏi, một người lãnh đạo mà đến nỗi người dân không đến nỗi chết. Bởi vì bây giờ nói về sự chết, trong chúng ta đó, không có thân nhân, không có bạn bè, cho nên chúng ta thấy dửng dưng. Nhưng mà quả thiệt quý vị biết là đến 500.000 người chết, mà bây giờ đã trên 500.000 người rồi. Đây là một số người rất là lớn, mà là một cái chính quyền mà gọi là coi như là không có quan tâm tới người dân, để rồi cho người dân chết quá nhiều. Bây giờ chúng ta bước qua lãnh vực khác. Đối với ông Trump đó, thì ông sống được là dưới 4 năm vừa qua đó, ông sống mà ông nổi tiếng đó, là vì sao? Truyền thông đi chạy theo ông. Hễ càng nói tới ổng là ổng càng nổi tiếng. Ông đó có cái đặc biệt là cứ nói ổng nói bừa như vậy là cứ truyền thông chạy theo. Cho nên bây giờ truyền thông đó, cũng như chúng ta đó, cũng nên khép lại, không nói nhiều về ông Trump, mà chúng ta hướng nhìn về tương lai. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là tính cho đến ngày hôm nay mà quý vị đang nói chuyện với gửi đến quý khán giả, là Tổng thống Joe Biden đã điều hành đất nước 34 ngày, mới 34 ngày rồi. Mà ông đã tiếp xúc với các cái giới, ông có cuộc họp với G7, ông có cuộc họp với an ninh ở Munich, và ông có cuộc nói chuyện với ông thủ tướng của Canada. Thì qua các cái sự kiện này, chúng tôi muốn nêu lên ông Kiển để cái câu hỏi là dưới cái chính sách của Tổng thống Joe Biden có khác gì với chính sách của Trump hay không? Về đối với nước Mỹ, đối với thế giới và đối với Á Châu cũng như đối với Việt Nam. Mời ông Kiệt. Khác rất là nhiều, khác hoàn toàn. Bởi vì một mặt đó, thì Donald Trump trước đây chủ trương là nói là America first, nước Mỹ trước hết. Nhưng mà thực ra là nước Mỹ cô lập, nước Mỹ chỉ biết có mình thôi, chỉ biết có nước Mỹ thôi. Nhưng mà trái lại đối với Joe Biden đó, thì ông ấy nói rằng cái sự cam kết, cái sự ràng buộc của nước Mỹ đối với NATO đó, nó không phải là quan trọng, nó không phải là nền tảng, mà nó là thiêng liêng. Cái đó thì đúng, là vì tại sao thiêng liêng? Bởi vì nó có một cái quan hệ về trí tuệ ở trong đó, quan hệ giữa những quyền tự do căn bản, phẩm giá con người. Cái NATO được thành lập ra giữa để lập ra một cái liên minh giữa các nước dân chủ của Mỹ và Âu Châu là để chống lại một cái phong trào cộng sản, một cái phong trào chủ trương tiêu diệt, chủ trương xóa bỏ hay là chủ trương phủ nhận những cái quyền căn bản của con người. Vậy thì đúng là Joe Biden đã có một cái nhận thức rất là đúng ở trên đó. Tôi cũng đã nói nhiều lần trong những buổi nói chuyện trước là nước Mỹ rất là may mắn vào trong cái lúc khó khăn này đã có được một tổng thống như Joe Biden. Tôi nhìn từ bên ngoài thì tôi thấy là Joe Biden là vị tổng thống có thể nói là tài giỏi nhất từ sau Thế chiến II, có kinh nghiệm, có kiến thức và có cái sự tận tụy, có cái sự khiêm tốn. Chúng ta phải biết là những nhà độc tài không phải là những người giỏi, mà thường thường là những người dốt. Chúng ta có một cái điểm chung giữa những nhà độc tài trên thế giới, dù là Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin, Mao Trạch Đông, Tập Cận Bình, họ đều chia sẻ với nhau một, hay là Hồ Chí Minh, Lê Duẩn ở Việt Nam, họ đều chia sẻ với nhau một cái, họ có thể khác nhau về tầm vóc, về tiếng nói, về ngôn ngữ, về, nhưng mà họ giống nhau một điểm là có những kiến thức rất là hạn hẹp, họ có một cái trí tuệ rất là kém. Bởi vì sao? Bởi vì họ độc tài thì đối với họ là thoải mái hơn nhiều. Bởi vì nếu là một người lãnh đạo tài giỏi, có khả năng biết lắng nghe tất cả mọi những chuyên gia, biết tôn trọng cái đúng, biết tôn trọng sự hiểu biết, thì phải làm một cố gắng rất là lớn để tổng hợp những ý kiến khác nhau, những phát biểu khác nhau giữa các chuyên gia với nhau. Cái điều đó những nhà độc tài không có được. Cho nên đó, họ chủ trương đó là họ kết luận, họ chủ trương họ dẹp bỏ các chuyên gia để mà họ kết luận một cách bừa bãi về đằng nào, thì cái dân chúng chịu hậu quả chứ không phải là họ. Nhiều khi trong hầu hết mọi trường hợp, nhân dân chịu hậu quả chứ không phải là họ. Thì đó là cái trường hợp của Donald Trump. Ban nãy anh Quân có nói là thông tin nước Mỹ rất đầy đủ, nhưng mà thông tin đó đâu có đến được với những người đã bị phong đầu độc. Mới đây là tôi có một người bạn
còn nói với tôi rằng cái COVID-19 là do một cái âm mưu của Bill Gates và đồng bọn. Là vì họ thấy rằng thế giới này chỉ có chỗ sống cho 3 tỷ rưỡi người thôi, mà có tới 7 tỷ rưỡi người. Có 7 tỷ người, vậy thì phải giết đi cỡ chừng 3 tỷ rưỡi. Để, do đó họ tạo ra cái COVID-19, xong rồi họ sẽ tạo ra cái vaccine. Và trích vào cái vaccine nữa thì vài năm sau sẽ chết. Và đó là một cái âm mưu. Thì mình rất không hiểu rằng những cái người khi mà dân trí thấp, họ không có cái sự thực. Báo chí thì nói như anh Quân nói thì đúng, đầy tin tức cho báo chí, nhưng họ có đọc đâu. Họ chỉ nghe những bằng cớ đó, là báo, biết bao nhiêu báo chí đã nói, báo nào cũng nói là không có, là những cái vụ án đã xảy ra, đã tranh luận, không làm gì có cái sự gian lận của là Dominion, không làm gì có cái sự gian lận đầu phiếu cả. Nhưng mà một phần đông cái đồng bào người nước Mỹ của hai ông đó vẫn còn tin, là vì họ đâu có đọc. Vì các công việc đầu tiên của những người dân túy là họ gây mâu thuẫn, họ gây thù hận, gây sự đối nghịch giữa một cái quần chúng của họ đối với cái báo chí, đối với các cơ quan báo chí, các báo đài đứng đắn. Và do đó dân chúng không được thông tin, mới muốn nghe họ và để cho họ nghe họ nói bất cứ cái gì cũng tin được. Đó là cái trường hợp mà tôi nghĩ rằng đó khó khăn cho Joe Biden. Mặc dù ông ta có tài, nhưng mà ông ta cầm quyền vào cái nước Mỹ đó có nhiều vấn đề. Vấn đề dân chủ của nước Mỹ, cái thể chế dân chủ của nước Mỹ nó cũng đang yếu bệnh và nó phải xét lại. Tôi xin tự vắn tắt hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là theo một nghiên cứu của Đại học Yale, của giáo sư Leipzig ở Đại học Yale, thì cái sự thực, cái nền dân chủ của Mỹ nó chỉ là giả vờ thôi, nó chỉ có bề ngoài thôi. Nó có điều là nó cũng may đó, nó là tôn trọng tự do cá nhân. Nhưng mà thực ra người dân không có quyền gì hết. 99,98% người dân chỉ được chọn trong số những ứng cử viên, dù là nghị sĩ, dân biểu hay thống đốc, mà vào khoảng 2/10,000, tức là 60,000 những người giàu nhất, họ đã chọn rồi, vì họ tài trợ cho cái cuộc bầu cử. Cái điều thứ hai đó là các đảng, các phe đảng, dù là Cộng hòa hay Dân chủ, từ trước đến giờ thi đua nhau cắt xén những cái đơn vị. Tôi nghĩ lần trước có nghe anh Steven Diêu có nói tới, nó cắt xén những cái đơn vị bầu cử đến cái mức mà có khi trong những cái đơn vị bầu cử nó không phải là những cái cộng đồng của những người gần gũi với nhau, mà nó dài loằng ngoằng, có khi như con rết, như có khi như con giun, hay là những con quái vật. Cuối cùng đó thì trong số, theo một nghiên cứu của nhà báo Christopher Ingraham, thì họ đã được đăng trên Washington Post, thì ông ấy cho biết rằng trong số 435 dân biểu chẳng hạn, thì các đơn vị bầu cử được cắt xén, được chắp vá tới cái mức mà có trong đó có 345 là được biết trước, kết quả coi trước. Cuộc bầu cử chỉ diễn ra trong đối với 90 đơn vị thôi. Và trong cái chữ như vậy đó, nó nói là một nửa, không những 99,98% dân Mỹ chỉ được bầu cho, chỉ được chọn trong số những ứng cử viên mà những người giàu nhất, mà 2/10,000, 60,000 những người Mỹ giàu nhất họ đã chọn trước. Sau đó đó thì cái cuộc bầu cử đó thì trong số 435 đơn vị thì có 345, tức là 3/4 là đã được biết trước. Tức là người nói chung đó, cái nền dân chủ nó phải được xét lại. Thì trong chúng ta cũng chúc tụng, dù sao thì nước Mỹ cho tôi nghĩ rằng từ đây tới một vài thập niên nữa, cái vai trò của nước Mỹ cũng vẫn là quan trọng. Và do đó chúng ta cũng chúc tụng cho nước Mỹ đó, làm thế nào để giải quyết nhanh chóng ra khỏi những khó khăn đó, mà bằng cách theo tôi thì trong một đề bài khác, có lẽ là trong một cái thảo luận khác chúng ta sẽ nói tới. Nhưng mà chúng tôi cũng chúc tụng cho nước Mỹ vì cái điều đó mà làm cho nhiều người, chính sách của Joe Biden cho tới ngày hôm nay rất là đúng. Nhưng mà người ta đặt cái câu hỏi, đúng cái gì? Ông ấy trở lại Iraq, cái đó đúng. Ông ấy
trở lại với NATO, với điều đó đúng. Ông ấy trở lại với Tổ chức Y tế Quốc tế, khi điều đó càng đúng. Ông ấy trở lại với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, cái điều đó càng đúng nữa. Ông ấy trở lại với Tổ chức Giáo dục và Văn hóa Liên Hợp Quốc, cái điều đó càng đúng. Ông ấy siết chặt quan hệ giữa các nước dân chủ. Ông ấy tỏ ra dứt khoát đối với cái chế độ độc tài, đối với đám quân phiệt, và làm cho họ phải nhượng bộ. Chúng ta phải nhìn thấy một kết quả là hiện bây giờ cái phong trào chống đối tại Myanmar, tại Miến Điện nó dâng lên, mà cái đám mà quân đội, cái đám quân phiệt đó, Hội đồng Quân nhân nó không dám can thiệp, không dám đàn áp đẫm máu như lần trước. Chúng ta nên nhớ là vào năm 1990 đó, họ đã giết mấy ngàn người cùng một lúc. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy có tiến bộ. Tại Việt Nam đó, chúng ta cũng lưu ý, tại trên Biển Đông chúng ta đã lưu ý, có thể lưu ý rằng cái thái độ của Trung Quốc nó đã bớt hung hăng hơn sau những cái thất bại. Mà một trong những thất bại về ngoại giao, và một trong những thất bại gần đây mà tôi nghĩ là cái chính sách quả quyết của Joe Biden nó có tác dụng, là châu Âu. Chúng ta biết là cách đây 2 ngày, Tập Cận Bình có tổ chức một cái hội nghị trực tuyến với 16 nước Đông Âu và những cái nước mà Đông Á gần đó, 16 nước, để mà lôi kéo, cố gắng chia rẽ một phần nào. Có lẽ là xin mời anh Đinh Xuân Quân. Anh Kiến bị hệ thống âm thanh không nghe rõ, anh Kiến. Dạ. Tôi xin phép. Dạ, nghe rõ chưa? Bây giờ nghe rồi. Tôi nói là cách đây 2 ngày, tôi nhắc lại, chính nhờ cái sự quả quyết của chính sách của Joe Biden mà Tập Cận Bình vừa mới bị một cái thất bại tương đối là nặng. Ông ta muốn mở một cái hội nghị trực tuyến với 16 nước tại Đông Âu, những nước nhỏ thôi, để ông lôi kéo vào cái sáng kiến vành đai và con đường. Nhưng mà có 6 nước đã dứt khoát từ chối. Và những nước còn lại thì cũng tham dự, thì cũng phát biểu những cái ngờ vực đối với Tập Cận Bình. Tại sao Âu, còn đối với trong các cường quốc ở châu Âu, thì nước Pháp nói thẳng Tập Cận Bình cũng đã có một cái cuộc hội nghị trực tuyến với nhiều nước, với Thủ tướng Đức, với Tổng thống Pháp, với Thủ tướng Anh. Và khi mà hỏi bà, cái câu hỏi mà Tập Cận Bình đặt ra đó là quý vị có coi chúng tôi là địch thủ hay không? Hay là đối tác? Thì bà Merkel nói rằng vừa là địch thủ vừa là đối tác, thì cái đó cũng, chúng tôi cũng còn, giữa chúng ta cũng còn những sự khác biệt. Nhưng mà đối với Pháp, ông Macron nói thẳng các ông là địch thủ của chúng tôi, chứ không phải là đối tác. Đây, chúng ta phải nói rằng cái kết quả của cái chính sách ngoại giao cứng rắn của Joe Biden đã đưa đến, đã khuyến khích những cái thái độ cứng rắn khác đối với Trung Quốc. Mà một trong những cái người mà có thể nói là nhân chứng của vụ này đó, là ông Trudeau. Ông Trudeau vừa mới tuyên bố rằng nước Mỹ đã trở lại sau 4 năm biến mất ở trong cái vai trò lãnh đạo thế giới dân chủ. Tôi nghĩ là phải chúc tụng cho Joe Biden thành công. Cái việc mà ông ấy đang làm, cái chính sách đối nội của ông ấy đúng, nhưng mà theo tôi cái chính sách đối ngoại của Joe Biden càng đúng hơn. Chúng ta phải nhắc lại một lần nữa là người Mỹ đã là nạn nhân của cái xuyên tạc dưới thời của những tuyên truyền xuyên tạc dưới thời Donald Trump. Donald Trump là gặp đâu cũng bỏ chạy hết, gặp khó khăn là bỏ chạy, nhưng mà vẫn tỏ ra cái thái độ hùng hổ, là vì ông ta có, đối đây xin ngừng, ông ta có một cái hội chứng là của bác sĩ, chính cái bác ông bác sĩ Dunning là người tác giả của cái, là một bác sĩ, là người phát minh ra cái hội chứng gọi là Dunning-Kruger. Ông ấy nói rằng Donald Trump có một cái bệnh là không biết, không nhìn thấy cái sai của mình. Và những người không nhìn thấy cái sai của mình thì không thể sửa sai, và họ có thể làm những việc mà hậu quả rất là nghiêm trọng. Thì chúng ta phải mừng cho nước Mỹ cái giai đoạn Donald Trump đã chấm dứt, và hy vọng rằng với tất cả, với mặc dù là tuổi cao,
Joe Biden sẽ có được những cộng sự viên cần thiết để mà phục hồi phần nào cái vai trò lãnh đạo của nước Mỹ. Vì dù sao đó, nước Mỹ nếu không còn vai trò lãnh đạo nữa thì cũng còn vai trò rất quan trọng trong phong trào dân chủ thế giới. Dạ vâng, cảm ơn ông Nguyễn Gia Kiển. Mặc dù qua cái chương trình này chúng tôi cũng nêu lên cái vấn đề là vai trò của người lãnh đạo rất là quan trọng, và lãnh đạo của thế giới là càng quan trọng hơn. Lời nói là lời gần thước nào, trong khi đó lời suốt trong 4 năm vừa qua lời nói không phải là lời gần, mà lời nói dối không, thì đó là cái trở ngại mà đặc biệt là trên cộng đồng Việt Nam của mình có thành kiến quá nặng nề. Và cái thành kiến này quý vị mà đang nghe đài, quý vị phải bỏ đi, bởi vì cái thành kiến này đối với đảng Dân Chủ, chúng tôi nó không phải đảng phái nào hết, nhưng mà có thành kiến và đi tới cái thành kiến và thành nó trở thành như là một cái gì ghê gớm, cái gì người ta làm tốt cũng không chịu nêu lên. Thì bây giờ rõ ràng là ông Nguyễn Gia Kiển vừa trình bày đó, không những là đối với thế giới, bằng cỡ rõ ràng nhất là ngày hôm qua đó, ngày hôm kia là ngày mai đó, thì 27 nước ở Âu Châu, Liên hiệp Âu Châu họp với nhau, các ngoại trưởng họp với nhau và đã lên tiếng cảnh cáo Nga Xô là phải trả tự do cho ông Navalny, là một cái người đấu thủ. Thì rõ ràng là ví dụ cũng như ông Navalny đó, là ông ở trị bệnh ở Đức, ông muốn về ở bên bên Nga đó, là ông chọn ông Biden nhận chức ngày 22 ông mới về, tức là ông không về trước, bởi vì ông Donald Trump không bao giờ lên tiếng trong suốt cái thời kỳ mà ông Navalny bị đầu độc. Bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là trong tuần lễ vừa qua đó thì Tổng thống Joe Biden có nói chuyện với Putin cũng đề cập tới vấn đề đó ngay. Và bây giờ chúng ta thấy vấn đề của miếng điện, như là ông Nguyễn Gia Kiển vừa nêu đó, miếng điện đến nỗi là bây giờ cái chính quyền quân Việt nó đang bị lúng túng. Người dân đang biểu tình và họ bãi công đầy ở các thành phố hết. Cho nên bây giờ bị tê liệt về kinh tế, về nhiều vấn đề. Cho nên cái đó là cái ưu điểm. Bây giờ xin trở lại với ông Quân, với cái nhìn của ông về cái chính sách ngoại giao, cũng như đặc biệt ông Kiển vừa nêu lên đó, là ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp rất là quan trọng. Có lẽ là sắp sửa được thông qua ở Thượng viện. Và ông này ông đóng một vai trò là phải nghiêm minh về vấn đề tin giả, phải nghiêm minh về những cái vấn đề đầu độc như là ông Kiển nêu lên đó. Tức là họ đưa ra tin giả, mà đây là tin giả đó, họ cố ý, họ biết giả, nhưng mà họ theo dạy để cho người chết họ, không phải là, nhưng mà người đạt tin như trong cộng đồng chúng ta tưởng là tin đó tin thiệt, nhưng mà hoàn toàn là tin giả. Xin mời ông Quân. Tôi thì nghĩa là muốn nêu lên một số ví dụ thực tế để cho quý vị thấy cái mà về vấn đề chính sách của ông Joe Biden càng trúng. Bây giờ tôi bỏ qua trước khi đó, tôi muốn vào một cái mà gọi là Trung Đông. Mà cái đó là một cái nhức đầu nhất của ông Joe Biden. Quý vị biết, không phải Iran là cái nước bỏ cái hiệp định khí giới hạt nhân, đó là do chính Tổng thống Trump rút ra. Tại sao Tổng thống Trump rút ra? Quý vị biết là trong quá khứ lịch sử Việt Nam đã gặp hai cái chuyện mà nghĩa là không có hên cho chúng ta. Cái đầu tiên quý vị biết là 1954 đó. Tại sao mình có Geneva? Tại sao? Và cái người đó là ai? Người đó là ông Pierre Mendès France, một người thủ tướng gốc Do Thái. Cái thứ hai là 1973, chúng ta có ông Kissinger là ngoại trưởng của Nixon đi với Trung Quốc, cũng là người Do Thái. Tại sao? Tại sao có cái chuyện đó mà tôi nhắc lên vấn đề lịch sử ở đây? Quý vị biết là trong cái strategy, trong cái sức mạnh của quân đội Hoa Kỳ đó, họ chỉ đánh được một bên thôi. Tới bây giờ thì nghĩa là có thể nói hai trận chiến một lúc. Chứ hồi xưa đó, chỉ có nước Mỹ chỉ có sức, đủ sức chỉ đánh một bên thôi. Vì vậy đó, tất cả các cái người họ không có muốn nước Mỹ bị chia chí bởi ví dụ Việt Nam, bởi ví dụ các cái nước khác. Do đó
họ muốn nước Mỹ chỉ chú trọng vào Trung Đông mà thôi. Đó là một. Cái việc thứ hai đó, quý vị biết là khi đánh Iraq đó, thì là một phần nước Mỹ đánh Iraq dùm cho Israel. Và khi mà đánh dùm cho Israel đó, thì là ngược lại thì Iran lại mạnh lên. Quý vị thấy là hồi đó tới giờ đó, Iran là một nước lớn ở vùng Trung Đông và rất là thân Mỹ, rất là thân Hoa Kỳ. Nhưng mà tại sao mà chính phủ của ông Trump đó hùng hạc chống ông Iran? Tại đằng sau đó, quý vị thấy cái ảnh hưởng ở đây của người Do Thái thì chính ra là chính là cái người mà làm lỗi đó là tại vì Tổng thống Trump đã rút ra khỏi cái đó. Thì cái khó khăn của ông Joe Biden, cái chính sách mà anh Kiểng nói, tôi rất là đúng, tôi chỉ thêm để cho nhiều ta hiểu thêm nữa, là ở đây đó chính sách ngoại giao của Joe Biden khác hẳn là chính sách của ông Trump. Trừ có tôi chưa nói về Biển Đông, nhưng mà tôi nói về Trung Đông đó thì khác hẳn. Thì bây giờ các nước lại ngồi lại với nhau đang tìm cách để giải quyết vấn đề Iran, về vấn đề nghĩa là hiệp ước hạt nhân với Iran. Cái đó là một cái mà mình phải hiểu. Mà quý vị biết bây giờ đó, đối với Trung Đông đó, không phải là chỉ có Iran mà phá phách đâu. Tại sao không nói về Saudi Arabia? Tại sao không nói về Thổ Nhĩ Kỳ? Tại sao không nói về các nước đó? Tại vì là thiên vị. Tại vì không có sự thật, nó không phải ở chỗ đó. Đó, rồi tôi muốn nhắc lại, đó là một cái ví dụ tôi đưa lại để nghĩa là thêm vào những cái chuyện mà. Còn ở Biển Đông thì sao? Quý vị thấy không những mà như vậy, mà ở Biển Đông đó là hiện giờ đó là chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đó là không có khác gì chính sách cách đây 10 năm. Trước đó đó, khi mình nhớ là khi bà Ngoại trưởng Clinton tới Hà Nội là lần đầu tiên nước Mỹ lên tiếng chống lại Trung Quốc tại Biển Đông. Và lúc đó đó thì họ mới gọi là đưa quân đội, phân nửa hải quân của Hoa Kỳ đã về Thái Bình Dương. Hồi xưa đó, tới bây giờ đó, tới khi mà người ta đổi trục đó, gọi là pivot đó, đổi trục đó, thì là lực lượng của Hoa Kỳ, hải quân Hoa Kỳ ở bên phía Đại Tây Dương nhiều hơn là Thái Bình Dương. Hiện giờ đó thì là lực lượng Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương tương đối là mạnh cả hơn là ở bên Đại Tây Dương. Thì quý vị thấy là chính sách Hoa Kỳ đó không có phải là đổi, mà gọi là một ngày một, họ có cái chuyện đó là bao giờ cũng vậy. Lầu Năm Góc, Lầu Năm Góc lúc nào cũng có một cái chính sách như là dần dần, chứ không phải tự nhiên mà đổi. Nhưng mà cái quan trọng và thay đổi quan trọng nhất giữa cái là Tổng thống Biden là ông ta nói chuyện và cố gắng kéo các đồng minh để làm một cái chuyện lớn, chứ không có phải là một nước Mỹ không đủ để có thể là ngăn chặn hay là đối chọi với Trung Quốc. Tại vì tới bây giờ đó, khi mà ông Trump chỉ nói là nước Mỹ trước tiên hết, thì có ai người ta là gọi là đồng minh của mình coi đồng minh không ra gì, thì tự nhiên là người ta không có ủng hộ mình một cách là mạnh mẽ. Thì vấn đề là Hoa Kỳ, mà có một cái rất là đặc biệt, quý vị nhớ khi mà ông Joe Biden nói là
chúng tôi sẽ nói về nhân quyền, chúng tôi sẽ nói về dân chủ, chứ không có phải là nước Mỹ trước hết. Ông Joe Biden không bao giờ nói là nước Mỹ trước hết, mà ông Joe Biden, chúng tôi sẽ có một cái chính sách dựa trên dân chủ và nhân quyền, và chúng tôi sẽ lên tiếng, tiếp tục lên tiếng. Thì vì vậy thì nó cắt nghĩa một phần nào mà những cái chuyện mà ông Kiểng nói về Myanmar, nói về ông Navalny ở bên Nga, hay là nói về Âu Châu, thì tôi chỉ muốn đưa thêm một số ví dụ để quý vị hiểu hơn trong cái vấn đề mà phân tích cái chính sách gọi là ngoại giao của Hoa Kỳ. Và đây đó, những cái nhà tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam đó sẽ có dịp nhiều hơn làm việc, mặc dù là chính sách hiện giờ của Hoa Kỳ vẫn là ủng hộ Việt Nam để chống lại Trung Quốc, hay là để có thể đủ sức, nói là chống Trung Quốc thì cũng không đúng lắm đâu, nhưng mà nói là để đủ sức co cựa với Trung Quốc tại Biển Đông. Nhưng mà ở đây đó, quý vị nhớ là chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ sẽ dựa trên dân chủ và nhân quyền. Do đó đó, tôi nghĩ là những cái nhà tranh đấu cho Việt Nam đó sẽ có nhiều dịp hơn là trước. Dạ vâng, cảm ơn ông Đinh Xuân Quân. Bây giờ chúng ta không còn nhiều thời giờ. Trở lại với ông Nguyễn Gia Kiểm, chúng tôi muốn đề cập tới cái vấn đề chính sách của Hoa Kỳ. Ông với cái góc nhìn của ông về vấn đề châu Á Thái Bình Dương của Hoa Kỳ như thế nào? Chúng ta thấy ngày hôm qua thì Bộ Ngoại giao cũng lên cảnh cáo là Trung Cộng không nên đi vào các đảo quá nhiều của Nhật Bản chẳng hạn. Mà gần đây thì chúng ta thấy Đài Loan đã báo động họ máy bay cũng như là cái hàng không và nhiều cái phương tiện của Trung Cộng đã đi vào ở Senkaku cũng như các cái vùng khác. Thì ông nhận định như thế nào trước khi mình chia tay với quý khán giả thưa ông? Hiện nay là chúng ta đang chứng kiến cái sự đối đầu giữa hai cường quốc. Theo một cái lý thuyết mà đã có từ lâu rồi mà được ông giáo sư Allison của Đại học Yale mới nói là nó có một cái bẫy gọi là bẫy Thucydides. Nhờ ông Kiến nói lớn vào đi. Cái bẫy Thucydides. Theo đó đó, thì khi một cường quốc vươn lên, đòi vươn lên và giành cái ngôi vị số 1 của một cái cường quốc khác, thì cái sự kinh địch, cái sự chống đối, nhiều khi chiến tranh khó tránh khỏi. Thế thì cái sự đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc đó là chắc chắn là phải có. Nhưng mà cái sự đối đầu đó nó là giữa cả hai cường quốc đều mắc bệnh. Cái nền dân chủ Mỹ đang mắc bệnh nặng lắm chứ không phải có nhiều cơ. Nó tích lũy quá nhiều vấn đề. Và cái chế độ tổng thống đã không cho phép nó sửa chữa. Và cho tới bây giờ thì đến lúc bắt buộc phải sửa chữa thì nó cũng như là một con bệnh mà mình cố tình không lờ nó đi. Đến khi bắt buộc phải đối đầu với nó thì rất là khó. Thế nhưng mà cái tình, nếu mà chúng ta nhìn thấy cái tình hình hiện nay đó, của Trung Quốc thì nó còn bi đát hơn nhiều. Có thể nói là Trung Quốc với cái vẻ ngoài rất là hoành tráng đang đứng trên bờ một cuộc khủng hoảng rất là lớn, có thể một cái sự sụp đổ. Cái đặc tính, chúng ta không nên ngạc nhiên, đặc tính của các nước độc tài là một tuần lễ trước khi sụp đổ nó vẫn tỏ ra rất là vững vàng. Nhưng mà điều đó không qua được con mắt của những người quan sát một cách kỹ lưỡng. Vậy thì vào giờ này đó, chúng ta phải nói rằng cái cuộc đấu, cái câu hỏi đặt ra mà nhiều người Việt Nam, nhiều các bạn tôi đặt ra là phong trào dân chủ của thế giới nó đang ở đâu? Phong trào dân chủ Việt Nam nó đang ở đâu? Chúng ta, cái tình thế, chúng ta mong đợi ở cái sự lãnh của một cái mặt trận dân chủ thế giới do Hoa Kỳ lãnh đạo. Nhưng mà Hoa Kỳ, cái nền dân chủ Hoa Kỳ nó đang mắc bệnh, đang yếu bệnh. Và đất nước Hoa Kỳ đang có quá nhiều vấn đề. Vừa mới lại kỷ niệm xong một cái đại nạn, trong đó 500 ngàn người chết. Vậy thì chúng ta nghĩ thế nào? Tôi nghĩ rằng có điều về chúng, đây là cái lúc mà chúng ta phải bình tĩnh, sáng suốt để nhìn rõ sự thực. Sự thực đó là đúng là nước Mỹ không còn cái vai trò và không còn khả năng để lãnh đạo cái phong trào dân chủ trên thế giới này nữa. Nhưng mà dù sao Mỹ cũng sẽ đóng.
sẽ đóng góp một cái quan trọng. Cái điều thứ hai đó là cái tin tức, cái tin rất lớn là hiện nay đó, dân chủ nó không còn tùy thuộc vào cái thiện chí hay là quyết tâm của Hoa Kỳ hay một vài nước nữa, mà nó dân chủ đã trở thành xu hướng, đã trở thành nguyện ước của cả loài người. Cho nên cái sức mạnh của dân chủ nó không còn tập trung ở một số nước, mà nó tập trung ở trong mỗi, nó hiện diện trong mỗi con người. Và bây giờ chúng ta đang chứng kiến một làn sóng, một cái trào lưu dân chủ toàn cầu. Cho nên chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể có niềm tin chắc chắn rằng dầu sao đó, cái trung tâm của độc tài thế giới, trung tâm chống dân chủ là Trung Quốc và một phần nào nữa Nga Xô, nó đang ở trong một cái khủng hoảng, đang ở trong một tình trạng rất là bi đát hơn rất nhiều so với các nước dân chủ. Và chúng ta cũng tin rằng bởi vì ngày hôm nay đó, cái dân chủ, những giá trị dân chủ và nhân quyền nó không còn tùy thuộc vào ai nữa, mặc dầu nó có cái sự đóng góp to lớn của Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và các nước dân chủ trên thế giới, nhưng mà cái sức mạnh chính nó nằm ở trong lòng người, nó là nguyện vọng ở trong mỗi con người. Cái xu hướng dân chủ nó ở trong cả thế giới và ở trong lòng người. Có nghĩa là thế giới này phải chuyển biến về dân chủ. Các chế độ độc tài như Trung Quốc, nhất là như Việt Nam, chẳng bao lâu nữa sẽ mất dưỡng khí và sẽ tắt thở. Tôi xin lỗi, tôi không có nghĩa là lạc quan như là anh Kiểng như vậy, nhưng mà tôi chỉ nói là thế này, những cái khó khăn hiện giờ tại Biển Đông và gì đó là bao giờ cũng vậy. Trung Quốc khi có một cái gọi là chính phủ mới tại Hoa Kỳ, họ muốn thử bao giờ cũng vậy, nghĩa là nếu mà chính phủ Biden mà cứng đó, thì tự nhiên họ sẽ lùi. Thành ra tôi không có thấy mà gọi là nó bi đát như là anh, cái đánh giá của anh Kiểng về cái vấn đề mà không mà... tôi lạc quan chứ tôi đâu có bi quan. Dạ vâng, qua cái sự trình bày của ông Kiểng đó thì cho rằng là nước Mỹ đang bị chấn thương. Nhưng mà dù sao, dù chúng ta chỉ nhìn một mặt là chúng ta thấy được sự phơi bày qua báo chí thôi. Cái sự chấn thương của các nước khác, ví dụ Nga Xô, nó bị trầm trọng. Cái làn sóng của dân chúng rất là trầm trọng. Nhưng mà Mỹ vẫn là ngọn hải đăng, Mỹ vẫn là cái ngôi sao bắt đầu để mà có thể hướng các nước khác. Cho nên thưa ông Kiểng, cái góc nhìn của ông đó thì đã đến lúc dân chủ là một xu hướng, là một cái xu thế của thời đại. Tuy nhiên xu thế thời đại đó, nếu mà không có cái nhân tố, không có cái sự tác động bên ngoài đó, thì rất là khó. Đặc biệt chúng ta đơn cử Việt Nam đó. Qua cái đại hội 13 đó, họ toàn là họ khuyên luật, họ đưa những tướng lãnh quân đội vào ở trong bộ chính trị. Cho nên có nói là người dân, mặc dù người dân có xu hướng ý thức về dân chủ, nhưng mà không có được sự tác động và không có cái ngọn hải đăng đó để người ta chủ động đó, thì không áp lực. Bằng cớ rõ ràng nhất là chúng ta thấy sau khi Tổng thống Joe Biden lên, cái xu hướng rõ ràng là ở Miến Điện chúng ta nhìn thấy rõ đó, cái chính quyền quân nhân nó bị lúng lúng ngay, bởi vì cả thế giới, cả G7 và cả các nước đang áp lực rất là nặng. Cho nên cái ngọn hải đăng hay là nó cái cao trào của cái người dẫn đầu của thế giới dân chủ nó cũng rất là quan trọng. Bây giờ thì chúng ta chỉ kết thúc chương trình bởi vì cái chương trình cũng đã quá dài. Xin mời ông Kiểng chia tay kết thúc và qua ông Quân chào tạm biệt. Xin chào quý vị khán thính giả của Hoàng Bách Channel. Xin chào anh Quân và anh Hoàng Bách. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của anh em chúng tôi. Tôi trước khi dứt lời, tôi mong rằng chúng ta cùng chia sẻ một cái nhìn lạc quan về tương lai. Vì những cái dân chủ, giá trị dân chủ và nhân quyền mà chúng ta theo đuổi, bây giờ nó trở thành những giá trị toàn cầu rồi. Các tôi xin nhắc lại là tôi, cái niềm tin chắc chắn của tôi là các chế độ độc tài, trong đó có chế độ độc tài Việt Nam, chẳng bao lâu nữa sẽ mất hết dưỡng khí và sẽ tắt thở. Dạ vâng, xin mời ông Quân. tôi thì nghĩa là ủng hộ, nghĩa là tôi sẽ chia sẻ cái ý kiến của anh Kiểng,
Nhưng mà tôi là một người gọi là action man, khi nào tôi cũng làm chứ không phải nói. Thành ra tôi thì nghĩa là cho thấy là mặc dù anh Kiểng nói là nước Mỹ bị nghĩa là chấn thương, nhưng mà nước Mỹ vẫn là một cái sức mạnh nhất số một trên thế giới. Và tôi nghĩ là nước Mỹ sẽ qua được tất cả những cái đó. Và sau khi mà có cái chính phủ mà Biden bây giờ hiện giờ chưa có tất cả cái là chính phủ Biden chưa được tất được được thượng viện chuẩn, thì là sau khi mà có một cái chính phủ Biden rõ ràng đó, thì chúng ta thấy là họ sẽ làm được nhiều chuyện hơn là chúng ta tưởng. Tôi nghĩ là có nhiều chuyện chúng ta hiện giờ còn phải đợi chờ một tí xíu. Nhưng mà tôi cũng về cái vấn đề này thì tôi cũng lạc quan như anh Kiệt là chắc chắn là chính phủ Biden sẽ làm được nhiều chuyện. Vấn đề dân chủ của Hoa Kỳ hiện tại có những cái khó khăn và sẽ điều khiết và vượt qua, sẽ vượt qua mạnh mẽ hơn. Và chắc chắn là chúng ta sẽ thấy là Hoa Kỳ trong những năm tháng tới đó, nó sẽ vượt qua và nó sẽ điều chỉnh lại một cách tốt đẹp hơn. Và nền dân chủ như ông Kiện nói đó, là nếu có người hướng dẫn, nếu có ngọn hải đăng và chúng ta cũng được hỗ trợ. Nhưng mà muốn có dân chủ đó, dân chủ phải trả bằng máu và nước mắt. Dân chủ không ai cho mình đấy. Cho nên những người Việt Nam nó muốn có dân chủ là phải tự mình đứng lên và từ đó có hỗ trợ, chứ không có một ông tổng thống nào mà ông cho mình để mà đánh trung cộng cho mình. Cái điều đó là điều không tưởng. Đến đây thì chúng tôi xin xin khép chương trình ở đây và thành thật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và lắng nghe. Xin kính chúc quý vị cũng như là ông Kiển và ông Quân những giờ phút còn lại bình an bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới.